Không phải tập trong 15 của bài giá trị tuyệt đối. Bài 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? A. Ta đã biết là giá trị tuyệt đối của x thì lớn hơn bằng 0. Cho nên là giá trị tuyệt đối của bất kỳ số âm hay số dương đều lớn hơn hoặc bằng 0. Không có giá trị tuyệt đối của số nào là âm hết. Cho nên ta thấy là đây giá trị tuyệt đối của số này là âm, là một số âm. Cho nên cái này sẽ là sai. Ta thấy là giá trị tuyệt đối của một số này là chỉ cần không cần quan tâm là số ghi số trong giá trị tuyệt đối này nó là bao nhiêu. Nhìn kết quả là thấy luôn đây là sai. Không có giá trị tuyệt đối của số nào là âm cả. Đây là dương là đúng. Và đây giá trị tuyệt đối của một số âm hay dương thì đều là một số dương. Ta thấy là âm của âm 2,5 chính là bằng 2,5 bằng dương 2,5. Như vậy ý này cũng là đúng. Bài 2. Nghĩa A. Tìm x viết thì A x bằng giá trị tuyệt đối của x bằng 5. Giá trị tuyệt đối của x bằng 5 tương đương là x sẽ bằng sẽ có x bằng âm 5 nếu x là một số âm nhỏ hơn 0 và x sẽ bằng 5 nếu x là một số dương là 1/5. Bởi vì ta thấy là x nếu x là bằng âm 1/5 thì ta thấy là âm 1/5, giá trị tuyệt đối của âm 1/5 cũng bằng 1/5, mà giá trị tuyệt đối của nếu x bằng 1/5 là một số dương thì giá trị đối của x cũng là một số dương. Đấy. Như vậy ta có hai trường hợp x bằng âm 1/5 và x bằng 1/5. B. Giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng 0,37. Như ra x cũng bằng cộng trừ 0,37. Bởi vì giá trị tuyệt đối của âm 0,37 cũng bằng 0,37 mà giá trị tuyệt đối của 0,37 cũng bằng 0,37. Cho nên là sẽ có hai cái trị x. C. Khi x bằng 0, giá trị tuyệt đối của x bằng 0 thì suy ra x bằng 0 bởi vì nó không có âm 0, chỉ có x bằng 0 thôi, đúng không? Thì D. X bằng 1/2/3. Sao suy ra ở đây x cũng bằng cộng trừ 1/2/3. Tại vì giá trị tuyệt đối của số âm và số dương đều ra một giá trị là dương. Nên ta sẽ có x bằng hai kết quả như vậy. Bài tiếp theo là bài đây là bài 17. Vẫn là bài 17. Thì 2. 2 của bài 17. Bài 18. Tính. Nghĩa A. Âm 5,17 trừ 0,469. À, ta theo quy tắc thì ta thấy là hai số âm thì ta sẽ cho nó trừ ra ngoài, đúng không? Và trong sẽ là 5,17 cộng với 0,469 bằng 9 là số 13. 5 là 6. 5, âm 5,639. B. Không phẩy 25 cộng 1,73. 0,25 cộng 1,73 sẽ bằng 2,05. 2,05
Ta thấy đây là hai số, hai dấu giữa âm và dương đúng không? Ta sẽ cho dấu âm vào đây. Đây sẽ là, ở đây là âm đúng không? Đây ta cho dấu trừ đằng trước, đây sẽ là dương 2,05 và đây đang dương sẽ là âm, trừ đi 1,73 và ta trừ 2,05 trừ đi 1,73 bằng 0,32. 0,32 là ta thấy dấu trừ trước này, vậy là trừ 0,32. C âm 5,17 nhân với lại âm 3,1. Ta thấy âm nhân âm thì sẽ ra kết quả là dương. Không còn biết là âm nữa mà ta nhân luôn kết quả này. Ta nhân ra nhá. 5,17 nhân 3,1. 1 nhân 7 bằng 7, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 5 bằng 5. 3 nhân 7 bằng 21, nhân 1 nhớ 2. 3 nhân 3 2 là 5. 3 nhân 5 15. 7, 2, 10, nhớ 1, 16. Ta thấy đếm dấu phẩy ở đằng sau. Đếm phần số thập phân có 1, 2, 3. Ta đếm 1, 2, 3 và đánh dấu phẩy bằng 16,027. Tiếp theo ý D. Âm 9,18 chia 4,25. Thấy là ở đây là một dấu số là âm, số là dương. Như vậy kết quả sẽ là âm, ta viết âm trước. Rồi ta sẽ tính 9,18 này chia cho 4,25. Ta thấy là đằng sau số thập phân có 2 đúng không? Vậy ta lấy phần số phải đi. Ta chia như bình thường. Ta thấy nhẩm được 2 lần. 2 5 bằng 10 với 0 nhân 1. 5 8 6 hết 6 8, thêm 0 vào đánh dấu phẩy rồi đây được một lần, 425 trừ đi 10 nhân 5 bằng 5, không nhớ 5 nhân 1 là 3, 8 chia 3 bằng 5, nhân 1 đây là 5, 6 chia 5 bằng 1, nhân 0 72 14 được 6 lần. 6 5 30. Nếu không nhớ 3 12 3 là 15 1 4 24 1 là 25. Không. Vậy bằng 2,16, âm 2,16. Tiếp theo bài 19. Bài 19. Tính tổng S bằng âm 2,3 cộng mười dương 41,5 cộng mười âm 0,7 cộng mười âm 1,5. Hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau. Tôi thấy là hai bạn đều làm ra kết quả đều bằng 7,37. Như vậy chắc chắn là hai bạn này đều làm ra kết quả đúng. Và chúng ta hãy giải thích cách làm của mỗi bạn và theo chúng ta là nên làm cách nào thì hay hơn. Hai bạn này làm đều kết quả đều đúng rồi nhưng cách làm, cách các bạn tính thì khác nhau. Vậy chúng ta xem là làm cách nào thì hay hơn và chúng ta phải giải thích là xem cách làm của từng bạn. À, ta nhìn ta thấy là cách của bạn Hùng thấy là ở đây có trong ngoặc này bạn nhóm các số trong ngoặc này là những số có cùng dấu âm với nhau. Đúng không? Và bạn sau đó bạn cộng với lại số 41,5 này là cái số trái dấu với số 3, ba số còn lại. Như vậy đây các bạn bạn này đã dùng cái tính chất giao hóa. Nó thấy là
41,5, bây giờ lại vị trí cuối đúng không? Vậy đây chính là tính chất gia hoán. Bạn đã sử dụng tính chất gia hoán để nhóm các phân số cùng dấu lại, sau đó tính được kết quả là hai số đúng không? Hai số trái dấu, sau đó các bạn nó sẽ tính tổng hai số trái dấu lại và ra kết quả. Còn bạn liên thì bạn lại không làm như vậy. Mà chúng ta thấy là bạn nhóm đây, bạn nhóm hai số này lại với nhau, hai số này lại với nhau đúng không? Thành hai cái tổng lớn. Sau đó bạn cộng hai tổng lớn là ra hai số. Rồi cộng cộng hai số lại với nhau ra kết quả thì chúng ta thấy là mỗi cái tổng này ra một cái kết quả là cái số rất là chẵn. Đúng không? Còn đây ra kết quả chúng ta có thể nhẩm ngay được kết quả ở hai cái tính này đó, âm 3 và cộng 14 mới ra nhẩm ngay được kết quả ở đây. Vậy chúng ta thấy là cách làm của bạn Liên là rất là hợp lý. Và cách làm này dễ làm, hợp lý và tính cũng là nhanh hơn. Như vậy chúng ta sẽ nên làm theo cách của bạn Liên. Bài 20. Tính nhanh. Để tính nhanh nó sẽ nhìn người ta nhóm các cái số cùng để sao cho cái số đó cộng vào với nhau được một cái số nó tròn tròn số. Chúng ta thấy ở đây là thấy 7 và 3 đúng không? Cộng với nhau đúng không? Sẽ là một số, có thể là một số tròn, nên chúng ta sẽ nhóm 6,3. Lại số còn lại là cộng với lại 2,4. Và 3 cộng 2,4. Sau đó ta thấy hai dấu này là dấu trừ đúng không? Vậy ta cộng với lại ở đây là trừ đi 3,7 cộng với trừ 0,3. Ta thực hiện tính cái tổng này và tính cái tổng này. 6,3 đây bằng 8,7 này. Chữ này bằng âm 4. Và kết quả sẽ là 4,7. Cộng với âm 4 đúng không? 8,7 cộng với âm 4 chết à? Chính là bằng 8,7 trừ đi 4 thì bằng 4,7. Đấy. Không biết là cách tính như thế nào. Thì B. Thì B. Âm 4,9 cộng 5,5 cộng 4,9 cộng âm 5,5. Ta sẽ nhóm 4,9 với 4,9, 5,5 với 5,5 bằng âm 4,9 cộng với 4,9 cộng với lại 5,5 cộng với âm 5,5. Âm 4,9 cộng với 4,9. Hai số đối nhau. Bằng 0. Cộng với 4. Đây, tập cái nhóm với nhóm là như nhau. Đây là 5,5 cộng âm 5,5 chính là 0. Như vậy kết quả chính là bằng 0. C. 2,9 cộng 3,7 cộng với âm 4,2 cộng với âm 2,9 cộng 14,2. Ta cũng thấy đây là có 2,9 và âm 2,9, 4,2 và âm 4,2, ta sẽ cộng nhóm với nhau. Đúng không?
cộng bằng 2,9 cộng với âm 2,9 tiếp tục cộng với lại âm 4,2 cộng với 4,2 cộng với lại 3,7. Ta thấy là cái chỗ này bằng 0, chỗ này 0 cộng với 3,7 bằng 3,7. D âm 6,5 nhân 2,8 cộng với lại 2,8 nhân với âm 3,5 ta thấy cùng nhân với lại 2,8. Đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. A nhân B là A nhân C. Đây, chúng ta hoán đây. X nhân với Y cộng Z chẳng hạn, đúng không? Bằng X nhân với Y cộng X nhân Z. Và đây ta thấy X chính là bằng 2,8. Vậy ta sẽ viết được thành 28 nhân với lại Y, ở đây là âm 4,5, đúng không? Cộng với lại Z ở đây là âm 3,5. Đấy, ta sẽ viết bằng 2,8 nhân với lại âm 4,5 cộng với âm 3,5. Thế là 4,5 cộng với 3,5 là 6,5. 6,5 cộng với 3,5 sẽ bằng âm 10 bằng 2,8 này cộng vào nhân với lại âm 10 số dương nhân với một số âm sẽ ra kết quả là số âm 2,8 nhân 10 bằng 28.